khi được gặp anh em tại channel của LC Thiên Đường Quần Bò Nam Đẹp. LC chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất, bán buôn, bán lẻ quần jean nam cao cấp số 1 trên thị trường hiện nay. Nếu như bạn đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình sở hữu những món đồ quần jean nam, anh em hãy liên hệ trực tiếp tới LC qua Zalo mà mình để bên dưới này. Và cũng trước khi đi vào video của ngày hôm nay thì anh em cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bấm chuông để có thể cập nhật cho mình những mẫu sản phẩm quần jean nam mới nhất, hot nhất, thịnh hành nhất từ LC anh em nhé. Trên màn hình của anh em đây đang là một sản phẩm quần jean nam đến từ thương hiệu True Religion Plain Jean. Thương hiệu này thì được ra mắt vào tháng 4 năm 2002, nhận được sự đón nhận của mọi người rất là nhiều anh em nhé. Đây là những cái chiếc quần được làm 100% từ chất liệu vải denim, nên em nó sẽ có những cái chất liệu vải vô cùng là mềm mượt. Cảm nhận mà mình khi cầm vào tất cả những cái sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ như này, mình cảm thấy rất là ưng ý, bởi vì là em nó có một chất liệu vải vô cùng là tốt. Co giãn đàn hồi cực kỳ ok, anh em có thể thấy tất cả những cái đường vải như này đó. Và quần jean nam ống địa như thế này thì giữ màu cũng như là độ bền của em nó thì cực kỳ là cao. Xét qua tổng thể về cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có những cái gì ở cái mặt túi. Thì đầu tiên rất là quen thuộc, chúng ta sẽ có một cái chiếc tag ở phía cặp quần. Cái tag này thì nó sẽ có cái hình ống địa anh em nhé, True Religion Plain Jean này. Ống địa chính là cái biểu tượng của cái hãng thời trang này. Nếu như anh em nào mà chưa biết thì mình cũng sẽ giải thích thêm. Và ở phần túi đây thì anh em có thể thấy rất là nhiều những cái chi tiết đấy, nổi khối, nhìn rất là nổi bật, sắc nét. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái chiếc nút cài, bên trong là có logo này, chữ True Religion Plain Jean thì lúc nào sẽ được chạy vòng quanh như này. Những đường chỉ to bản cũng rất là quen thuộc trên những cái em sản phẩm này rồi. Và cái phần logo của True Religion là cái hình chữ U ấy, thì được làm thiết kế cũng như là họa tiết nhìn rất là tinh xảo, nhìn rất là bắt mắt. Thì ở đây chúng ta sẽ có một chữ U, nhưng mà nó sẽ được thiết kế theo kiểu họa tiết hoa lá cành anh em nha. Đây, đây hoa lá cành anh em này. Đấy, nhìn rất là cong, uốn lượn, rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái mặt cười đây. Và cái biểu tượng cây đàn này là cái biểu tượng chính là ông địa ông đang cầm đây nhá. Đây, ông địa ông đang cầm cây đàn này. Thì dưới này nó sẽ là biểu tượng cây đàn guitar. Và không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa thì mình cũng sẽ mở ngay sản phẩm này ra để anh em mình cùng chiêm ngưỡng xem em nó có những cái đặc điểm gì mà tại sao đến bây giờ em nó vẫn hot đến như vậy. Về màu sắc thì em nó sẽ có một cái màu xanh nước biển, có hơi mài một chút. Quần jean nam ống địa thì thường xuyên sử dụng cho mình những cái kiểu dáng trơn đơn giản như này, nhưng mà thay vào đó thì nó có rất nhiều những họa tiết xung quanh thì anh em có thể nhớ rồi. Đầu tiên về những cái đường chỉ may đi. Những cái đường chỉ may trên em này thì nó được làm bằng màu rêu, xanh rêu anh em nhé. Màu xanh rêu trên cái màu xanh nước biển này rất là đẹp, rất là nổi luôn. Phần gân quần thì nó được may hai loại chỉ, hai màu khác nhau hoàn toàn rõ biệt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái màu chỉ ghi, đó, màu chỉ trầm. Tiếp theo nó sẽ là cái màu chỉ xanh rêu này, chạy rất là nổi trên cái viền quần như này, hay tất cả những cái viền ở phần dưới từ cặp quần cho đến phần đùi, hay là kể cả những cái phần đinh tán hay là những cái phần túi phụ thì anh em có thể thấy quá là nổi bật đúng không ạ? Tất cả những cái chiếc quần jean nam ống địa này thì lúc nào cũng sẽ có một cái phong cách nhìn trông rất là hầm hố. Chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về cái chất liệu vải của em nó. Chất liệu vải của em nó co giãn thì cực kỳ là tốt nhá, tốt cực kỳ luôn. Và những cái màu sắc trên em quần jean nam ống địa thì anh em cứ hoàn toàn yên tâm là không bao giờ sẽ bị phai màu. Đây là một trong những cái chất liệu vải tốt nhất hiện nay rồi. Form dáng của em này thì nó sẽ là form dáng ống đứng, rất là phù hợp với mọi vóc dáng khác nhau, có từ size 28 đến 36 cho anh em thoải mái lựa chọn. Ống đứng là một trong những loại ống thì cực kỳ là an toàn, anh em nào cũng có thể mặc được. Chi tiết ở phần trên đây thì chúng ta có thể thấy là cái phần này cũng sẽ là cái phần nổi nhất ở cái mặt trước của chiếc quần của chúng ta. Nó có phần túi phụ này. Đó, phần túi phụ này thì nó sẽ đi theo hướng lắp gập anh em nhé. Anh em có thể để đồ dùng ở trong cái túi phụ này, rồi anh em đóng cái nắp này vào, nhìn rất là đẹp luôn. Có thể mở ra đóng vào một cách rất là dễ dàng, vì đây là một chiếc quần mới là mình chưa cắt khuyết cái này ra thôi. Bên trong này còn có cả logo của True Religion nữa này anh em này. Đó chính là cái chiếc U anh em nhé. Hay là những cái chiếc đinh tán đây, anh em có thể thấy họ làm rất là tinh xảo, rất là cẩn thận luôn. Dập logo và chữ được nổi anh em nhé. Và phần khóa của em đó cũng như là phần nút cài, khóa nhập khẩu anh em nhé. Đây khóa nhập khẩu, tất cả những cái em khóa này thì kéo vô cùng là trượt luôn. Và anh em kéo thoải mái, nó là một cái loại khóa quá là bền trong cái hiện tại rồi. Ở mặt sau của em nó thì sao? Như lúc đầu thì mình có cho anh em xem đấy chỉ là một phần của một chiếc túi thôi, thì đây sẽ là cái mặt sau của em nó. Mặt sau em nó thì cũng sẽ có cái kiểu trơn, không có họa tiết gì cả, nhưng mà về cái phần túi thì anh em có thể thấy rất là rõ. Đầu tiên túi bên trái thì chúng ta sẽ có cái logo của True Religion
rất là nổi bật, và bên kia sẽ là một cái logo cũng True Legend luôn, nhưng mà họ sẽ thay vào đó là những cái họa tiết nhìn nó gai góc hơn, nhìn nó góc cạnh hơn. Về phía cặp quần thì theo mình thấy size 29 như này rất là to. Em này hiện tại đang là size 29 anh em nhé. Đây, Made in USA 29 anh em này. Cái cặp của em 29 này theo mình cảm nhận thì nó to hơn so với những cái chiếc quần size 29 bình thường, vì nó được sản xuất tại châu Âu dành cho những người to. Đấy, thường xuyên là những người mà bên nước ngoài thì nó sẽ to hơn Việt Nam mình rất là nhiều. Và nếu như anh em nào chưa biết cái size số của mình có thể liên hệ tới LC để LC có thể tư vấn cho anh em lên size số chuẩn nhất để vừa vặn với cơ thể của anh em nhất. Anh em muốn sở hữu em nó thì hãy liên hệ ngay tới LC qua Zalo 093 48 48 481 và ngoài ra những cái thông tin mua hàng khác bên mình đã để bên dưới phần mô tả. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để cập nhật cho mình những mẫu sản phẩm quần jean nam mới nhất, hot nhất, cao cấp nhất, thịnh hành nhất từ LC anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày vui vẻ.